Rồi, hello các bạn, chào đến với kênh Quy Thi Vô của Trung ha. Thì bữa nay mình sẽ giao lưu các bạn 4 cây ha. Mã số 027, 028, 029, 030 ha. Thì đây, cây này thì bộ đế nó sần xù nha, cái gốc xù đây. Cốt thì cũng sắp liền nè. Thì cây này có số là 027 giá 600 ha. Đó, mà thấy bộ đế rất nhìn rất già không? Nhìn rất già. Thì đây mình không có moi gốc nha, gốc này còn nằm ở dưới lúc dưới nè. Thì cái máy nhân gốc này các bạn chơi thời gian thì mình sẽ nâng nó cao lên vậy ha, nâng nó cho nó cao lên khỏi vậy đi ha, đối với đồn một lớp trâu á, nâng cao vậy mình tưới nước nó xả ra nó sẽ lồi của bộ đế ra nhìn nó đẹp ha. Đây mình dưới nhìn bộ đế rất đẹp, bộ đế rễ nó rất mạnh ha, nên mình sẽ gói bọc vô đây hết, mình để y vậy rồi giờ có cứng cọc cứng vô cái thùng mút giao cho các bạn ha, cho nó khỏi phải hư bộ đế về, rồi là mình sẽ cắt bộ đế ra để y vậy trồng xuống nha bạn, tại đất này mới thay tết nha, nên không cần phải thay lại nha. Không cần phải đụng tới bù rải cho nó làm cái cây nó giảm mất sức cây ha, cứ để ý gì trồng xuống thôi. Còn những cái chậu mà bự hơn thì bạn sẽ lót chấu và xây dừa trộn, mình sẽ lót ở ngoài bỏ nó trong nâng cao nó lên, hoặc vậy bỏ lên lớp chấu xây dừa ở dưới nâng cao nó lên vậy làm tưới từ từ nó sẽ ra được cái bộ đế ha. Thì mấy cây kia cũng vậy, mấy cây mình gửi trước cũng làm vậy như vậy luôn nha. Cây này thì có chiều cao khoảng cỡ 6 tấc à, 6 tấc là gần 3 gang tay mình, gang tay mình chắc cũng bự lắm chứ không nhỏ đâu đó. Gang tay mình cũng cỡ 2 tấc hơn á, mà mình đo cỡ nhóm cỡ 3 gang tay. Thì còn ở đây cái gốc cái đây thì luôn cái bộ đế nắm hết là vậy thì nó cũng bự ha. Cũng trên 2 bằng nắm tay nắm không hết á. Còn trên đây thì nó nhỏ xíu ha. Nhỏ không sao. Rồi, cây này là cây số 027 ha, có giá là 600 ha. 600 tiền ship anh em tự lo nha. Mình tiền ship nếu gửi đi Hà Nội rồi thì tiền ship chắc không phải cỡ 2 cây phải cỡ 200, còn gửi đi thành phố hoặc Đồng Nai vòng vòng tỉnh gần thì chắc khoảng chừng 150 tới 150, 130, 120 tới 150 ha. Rồi, mấy cái cây này cho toàn là trồng chỗ 4 không à. Nặng quá nên rinh muốn chết luôn. Nè mình cái tay mình chỗ 4 mình đo cho này đo chừng chắc không tới 2 con tay ha. Rồi giờ sẽ tới cây 028 ha. 027 sẽ tới 028. Đây 028 này có cái gốc rắc quái ha. Đây cái luồn này hồi xưa là bị cái rải hay bị gì ăn mà nguyên luồn mà giờ nó đã liền cốt nè. Bạn thấy nó liền nó bích nè, thời gian sau cái này nó liền là nó lại nhìn cái cây này nó quái lắm ha. Đó, cốt trên này cũng sắp liền rồi nè, nhìn dáng nằm nghiêng. Giờ có sẽ có cái tàn bên đây xà luôn, nếu anh em nào có tàn khiếu thì sẽ uống cái tàn này ra đây. Còn bên đây là ok, nó ok, nói chung cây này là đều tàn, đủ tàn ha. Đồ nhìn thấy từ trên dưới là đủ tàn. Mình cũng sẽ quay tổng thể cho anh em xem cho kỹ luôn cây ha. Đây đó, tổng cây này chưa có đọt các bạn, nên phải dựng đọt để cho nó phát triển thêm đợt lá nó dựng đọt nha. Hiện giờ mình đã kích phân, nó đang ra đọt non đây bạn. Đang đặt non đây, cây này về anh em về chừng 2 tháng nữa là nó tùm này, tùm này thì sẽ ok ha, chờ tết thoải mái. Đây thì những cây này là có sẽ cái giống dạo bánh tre hết nha, bông hai lớp ha, bự á. Đó bạn thấy nhìn cây rất quái không, gốc trên đây thì hơi nhỏ bằng tay cái thôi. Đó, trên chỗ mới ghép này, đây mới ghép này chỉ chỗ này chỉ bằng tay cái thôi ha, bự hơn tay cái chút ha. Còn chỗ này thì được liền, vì dưới đây thì bởi vì dưới đây cũng trên 20 ha. Chỗ này nè bự, còn chỗ này thì chắc phải có mười mấy á, nhìn thì cũng nói chung nhìn thấy cũng tương đối đẹp, nhìn nên giá cũng hợp lý ha. Thì anh em có tham khảo gì, gốc này thì rất xưa, nhìn y như dạng cái cây gì già cỗi đang nằm thế nằm ngay gốc lâu năm trồng, anh em nâng rồi bộ rồi lôi bộ đẩy lên nữa thì cây này thì khỏi chơi rồi. Rồi cây này có số 028 cứ dưới cái giá cũng là 600k nha anh em. Rồi mình sẽ dùng bữa nay không cầm điện thoại, tay cầm thoại tay phải bưng vậy nè. Đó, gì làm tới đâu bưng tới đó, những cây mai này xách một tay không nổi mà để họ trồng chậu bự quá. Đây còn cây này cây 029 ha, cây đó cây 0230 từ đi. Đây 0229. Rồi 029 là có dáng nằm ha, dáng nằm. Đây môi có cái lỗ này, có lỗ này chui qua chân. Đó dáng nằm đây có cái lỗ kìa, cái lỗ ha. Đó, dáng nằm cốt thì cũng liền ha. Cây này thì nó có chiều cao chắc cũng 4 tấc, cây này thì thấp hơn. Cái này thì có 1 chi 2 3 4. Nói chung có 4 chi thôi, 4 chi và một đọt thôi. Đó, cây này thì nó hơi yếu mà điều mình cũng đã khắc phục rồi. Cũng ra đọt mạnh rồi. Cũng gọi là ok rồi. Đợi nó ra chừng 2 3 đọt non đó là cây này sẽ mạnh ha, sẽ nhìn thấy đẹp lắm. Dáng thì rất quái ha. Dáng lượng thế nằm. Đây, thế nằm cái bên đây có cái cục y như cái đầu gối, cục đầu gối đưa lên. Đủ lên, còn cái nhánh này là nhánh thông thường, cái này thì bỏ vậy bạn, nó không có xài nha. Đây, mình sẽ môi lên ha. Cái gì đây ta? Mình môi gặp vàng này nó không chừng. Gặp vàng là mình khỏi bán cái mai luôn. Gặp vàng là mình bỏ luôn cái mai luôn, mình để dành mình đem vô nhà mình trao luôn nè. Mình khỏi giao lưu luôn.
Đó, mà thấy gốc gì đó nằm dài ha, thì nằm dài đây nè, cái này mà nâng lên nữa thì ok, nhìn nó khỏi phải lo đây. Rồi mình sẽ moi lên luôn ha cho các bạn xem ha. Rồi cái này thì đừng có moi về trồng, mình cứ nâng cứ cũng cứ nâng dẫn nâng cao lên thôi các bạn, nâng cao lên thời gian nó sẽ lồi lên nhà, nhìn cái cây nó đẹp ha. Còn bên đây thì nó có cái lỗ qua đây, còn bên đây trước đây nó hai chân cắm xuống đây đó, cắm xuống nhìn cũng quái quái ha. Rồi cây này cũng có giá số 029 này cũng có giá 600k luôn ha. Đó thì cây cũng nhìn cũng rất ok, rất sung ha. Ui dạ, sao mà này nó nặng chứ. Rồi cái tới cây số 030 đây, 030 này thì cái gốc nhìn cũng nhỏ chứ không lớn, mà cũng tương đối. Rồi mình cứ để coi mọi bộ đế ra. Chung nhà mua mai nhập sau bán vậy bạn, nên không có bộ đế. Bộ đế dưới đây thì cũng có chân vậy đó ha. À, có chân đây nè, chân đầy đủ. Ở bên đây là dáng uống lượng ha. Còn đây có cục gù. À, cây này thì theo mình nghĩ chắc hình như nó lai dảo lá gai phải. Lai dảo lá gai cái gì chứ không phải là dảo thủ đức đâu. Thì lá rất sung rất tốt. Cây này rất khỏe mạnh luôn ha. Mà thì chưa có đọt. Còn cái này hồi xưa bị bộ chỉ đây nó sẽ cuốn như vậy nè. Mình đã xịt hết rồi ha. Rồi xịt nó đã ra lá hết rồi thì các bạn khỏi lo vụ bộ chỉ ha. Đó. Còn những cái lá mà nó bị cháy thì gì đây bạn? Cháy vậy là do dùng cho nó con ha, cho cái gì chi nó con vậy, cho con xịt nó vài lần nó hết ha. Nó bị thang thư đi sắt rồi đổ lem lớp hạt đậu đôn gì đó. Cái đó xịt ok, đó bình thường. Đây, đó hồi xưa bị bộ chỉ rồi, đã trị hết rồi bạn. Bộ chỉ ra nó bị gì vậy ha? Nó những lá bị bộ chỉ. Cây này là lá lắc sung ha. Đây, còn đây là lá thang thư. Đó, cây này là lá lắc sung thì nhiều do bộ lá nó rậm quá đó. Đang ra lá non nữa đây. Đó, no. Đó, cây này dựng đọt lên là ok. Nếu cây này mà chịu lấy cái dựng cái đọt này lên ha. Đó, dựng đọt này lên vậy là cây này nó có chiều cao cũng cỡ hơn 6 tấc bạn. Hơn 6 tấc, hơn 6 tấc ha. Lá lớn bự dài tùm. Gai thì cái mấy cái vụ gai bên đây nè, này để đưa lên mấy cái má của mấy cô xinh xinh quét lên một cái là như dầu lam cắt luôn á. Mình quét mà nghe rọt rọt ha. Đó, nhìn thấy bị ngót ha. Cắt một cái là y như châu lam ha. Rồi cây này có mã số là 030 ha, cũng 600k ha. Đó nhìn cái dáng cũng dáng siêu ha. Cây này nhìn cây này là dáng siêu. Bộ đế thì nó không được lớn bộ đế, nhưng điều nó cũng được liền cốt, nhìn nó cũng có cái cảm giác cái cây nó quái quái ha. Quái quái đó. Đây. Còn ở trên thân là uốn lượng nha bạn, thân uốn lượng như dạng mai Bình Định ha. Nè cái thân trên họ ghép nó uốn lượng y như dạng mai Bình Định ha. Uống lượng cái này hồi xưa gặp người ta với gặp mình đây, hồi xưa mình uống cái nhánh này còn nhỏ, mình uống nhánh này lên, uống nhánh này cho nó lên tí xíu nó là ok. Nhìn cái mai nó cái tàn là khó chơi luôn rồi đó. Thì về các bạn bên đây sẽ nuôi tàn qua bên đây. Đây tàn nói chung cây mai này là tàn xong rồi, mình sẽ quay tổng kết 4 cây cho bạn xem cho rõ ha. Đây anh em khỏi mất lòng ha. Đây khỏi mất lòng anh em, bây giờ nói chung mình buôn bán là phải vui vẻ nhau, giao lưu nhau chơi ha. Đó thì cái mấy cây này mình sẽ, nếu gửi xa mình sẽ gửi vô thùng mút và ship đi nha bạn, ship đi ha. Đó mình thấy lá rất tùm ha. Bữa nay ban quay ban ngày trời nắng quá. Đó, ra rất tốt, rất mượt. Cây này thì khỏi chơi rồi. Cây này bầu tàn thì quá tùm luôn. Rồi cây đó là cây 030 ha, cũng 030. Rồi cây này là cây 029 ha. 029 thì giá nằm nè, đó nhớ bạn ha. Giá nằm trên này. Có dựng đọt. Và cây 027 thì tàn dưới tàn ngang ha, tàn ngang đều tàn, gốc thì xù. Còn cây 028 thì nó dáng y như dạng cái cây cổ thụ ha, dáng dây nằm nghiêng xuyên qua, y dạng cái cây già khằng lâu năm là dữ dằn. Này mình sẽ quay tổng thể xa bạn xem ha. Nên những cây này là nó đang ra, mình đã kích thân ra đọt hết rồi nha các bạn, về không cần kích gì hết nha, mình đã kích đọt rễ hết rồi. Và đã xịt những cái thuốc mà bệnh thang thư nấm hồng mình cũng đã xử lý hết xong luôn. Vì các bạn chỉ 110 ngày sau là chỉ bón phân nó thôi, bón phân cho nó tốt cây thôi, không cần phải dùng bất cứ loại thuốc gì hết. Nếu có dùng thì khoảng 10 ngày sau các bạn cho nó tí xíu N3M ha, cho nó ổn định bộ rễ. Và những cây mai này khi mình nhổ chậu ra mình gửi các bạn đi, trong quá trình dừng vận chuyển nếu anh em đi đường xa đó, là về nhà mình sẽ bỏ vô trong mát khoảng như ngày 2 ngày ha, rồi đem nó nắng dần dần cho nó hồi phục cái bộ rễ, nó sẽ làm sẽ không có mất sức ha. Chứ nhiều khi anh em ra đem nắng liền, bộ rễ nó chưa có tiếp thu được với cái giá thể trồng mới á, nó sẽ làm cho cây mai nó héo những cái đọt non ha. Đó, cái tàn này nó rơi luôn đó, trên này ta uống tàn rơi nè.
Còn trên này tủ tầng ngang luôn. Thì nói chung mình mua sao mình nhập bán vậy, mình chia giao lưu anh em vậy thôi. Mình không có sửa tàn, không có sửa thế, không có sửa, không có nâng đế, không có làm gì hết á. Mua sao bán vậy, mình chỉ xử lý những cái loại bệnh thôi, thông thường trên cây mai thôi. Cho nên anh em gì đỡ phải cực công xử lý đối với anh em mới tập chơi thôi. Còn như anh em mà chuyên gia thì mấy cái bệnh này là nhầm nhò chỉ nhỏ. Nó đang ra đọt non nha bà, non là đẹp. Rồi, mình sẽ kết thúc clip ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Mình sẽ vô làm việc chính của mình đi ha. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau ha.